Nếu vô địch AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam được thưởng bao nhiêu tiền? Trong trường hợp đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2022 thì thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ được nhận số tiền thưởng từ ban tổ chức giải ở mức không thay đổi so với giải đấu cách đây 4 năm trước. AFF Cup 2022 có sự thay đổi lớn khi nhà tài trợ Suzuki không còn đồng hành với giải đấu lớn nhất khu vực DNA nữa mà thay vào đó là sự xuất hiện của Mitsubishi Electric. Đây là lần đầu tiên, thương hiệu đến từ Nhật Bản đồng hành cùng AFF Cup trong vai trò nhà tài trợ chính. Tuy nhiên, theo điều lệ giải, số tiền thưởng của giải đấu năm nay không tăng so với trước đây. Cụ thể, mức tiền thưởng cho đội vô địch AFF Cup 2022 là 300.000 đô la Mỹ, Á quân sẽ nhận 100.000 đô la Mỹ, hai đội bị loại ở bán kết sẽ cùng nhận 50.000 đô la Mỹ. Đây là mức thưởng đã được duy trì ít nhất trong hai kỳ AFF Cup gần đây. Năm ngoái, khi đăng quang AFF Cup, Thái Lan ngoài nhận 300.000 đô la Mỹ từ ban tổ chức giải thì đã được các mạnh thường quân thưởng 46 triệu bạc, gần 32 tỷ đồng. Trong khi đó, năm 2018, khi vô địch AFF Cup, đội tuyển Việt Nam được thưởng hàng chục tỷ đồng từ các nhà tài trợ, mạnh thường quân. Đến với giải đấu năm nay, đội tuyển Việt Nam đặt quyết tâm đòi lại ngôi số 1 của Thái Lan và đây cũng là giải đấu cuối cùng huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển nên ông rất muốn có món quà ý nghĩa chia tay người hâm mộ Việt Nam. Theo giới chuyên môn, năm nay Thái Lan không có được lực lượng mạnh nhất do nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, không được câu lạc bộ chủ quản nhã người nên huấn luyện viên Phong Kinh gặp nhiều khó khăn trong việc hoàn thành mục tiêu vô địch. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam tập trung những gương mặt tốt nhất, đặc biệt Quang Hải đã về khoác áo đội tuyển nên cơ hội để đội bóng áo đỏ vô địch AFF Cup là khá cao.